Chào cô chú anh chị và các bạn nha. Đây là cái shop của chị của Bồng Bơm, lại là do ở vùng này cả nhà. Đây cô chú anh chị, đây là bên đường Trường Sa, đây bãi sông nha cô chú anh chị. Đây của shop của bên kia là quận mấy anh? Đây đường Trường Sa, phường 2 quận Phú Nhuận. Đây cả nhà, đây là shop của Bùm Bùm Hồng Loan nha cô chú anh chị. Thì em cũng đứng đây cũng chia sẻ cô chú anh chị là ngày mùng 9 là 4 giờ sẽ có một buổi tiệc nho nhỏ để khai trương mừng quán để cô chú anh chị ha. Chị Loan với Bùm Bùm. Bùm Bùm là mở shop bán mỹ phẩm quần áo không? Bùm Bùm bán mỹ phẩm. Đường này rất là thoáng nè cô chú anh chị. Đây đường Trường Sa, phường 2 còn Phú Nhuận nha cô chú anh chị. 506. Đây của chú anh chị là bờ sông của Trường Sa. Bằng sông tối mình qua đây mình đi bộ rất là vui ha. Có đồ chơi nè ha cả nhà. Có đồ chơi, cây cối rất là đẹp luôn, sạch sẽ cô chú anh chị. Để em cũng review sơ cho cả nhà mình xem. Mình chạy tới xíu nữa có một cái chùa nha cả nhà. Đó. Nói chung là một bãi tiền nhìn ra bên kia. Bên ngoài sông rất là lý thú, hấp dẫn nữa cô chú anh chị. Cây cối hai bên bờ sông rất là đẹp. Còn đây là quán của shop của Bùm Bùm, chuẩn bị ngày 19 khai trương cùng chị Hồng Loan nha cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh chị gần xa biết thông tin thì cô chú anh chị hãy vào trong ủng hộ. Bà sông hai bên bà sông chạy đường xa chạy vòng 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 đó, nhìn rất là hấp dẫn này cả nhà cô chú chị. Mình ở đây thì mình tối mình sẽ mình di chuyển về phía trước để mình hóng hóng gió băng mát đó cả nhà, rất là thích thú luôn, cặp bên bà sông luôn, rất là quần trắng cô chú chị các bạn. Để em cũng review sơ cho cô chú anh chị bà xa biết thông tin này đến ngày khai trương của Bùm Bùm bán mỹ phẩm, bán thêm nhiều đồ sách tay như túi sách này nọ cô chú anh chị. Cô chú anh chị cần sao biết thông tin này đấy, ủng hộ Bùm Bùm và chị Hồng Loan cô chú anh chị, tìm thấy đồ ăn vặt nữa. Để anh trai anh đang đẩy vừa vào. Đó, bay bài xong rồi chạy kìa.
chiều nha mọi người. Chưa thấy chiều ha. Nói chung là thấy nhiều cái căn nhà rất là hấp dẫn mọi người. Những con căn nhà rất là siêu mỏng luôn cô chú anh chị. Đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, 5506 nha cô chú anh chị và các bạn. Chuẩn bị dọn đồ vào trong. Đó thì em cũng chia sẻ cho cả nhà thôi. Giờ em sẽ chạy đi về. Đó, cô chú anh chị ha. Để cũng chia sẻ cho cô chú anh chị để biết thông tin. Đây là con chùa Hải Đức nha cô chú anh chị. Rất là nhiều chùa mà đẹp cô chú anh chị. Thôi em sẽ kết thúc clip ở đây. Em chia sẻ shop bấm bấm bằng loan cho cô chú anh chị xem được biết thôi. Còn em hẹn cô chú anh chị bạn với video sau nha cô chú anh chị ha.